Blue Ocean Music hân hạnh giới thiệu bộ DVD Vườn Hoa Âm Nhạc và Tiếng Cười số 10 với chủ đề Người Việt Trên Xứ Người, là một bộ DVD ca nhạc và hài hước được lồng trong một khung cảnh lịch sử của dân tộc Việt Nam, từ những thuở đầu di tản năm 1975 cho đến sự ra đi của những người con của dân tộc Việt bằng những chiếc thuyền bé nhỏ để được bến bờ tự do. DVD Người Việt Trên Xứ Người đã mượn những dòng nhạc bất hủ để đề cao sự hy sinh của bậc trưởng thượng, bậc cha anh nhằm giành lấy những điều tốt đẹp nhất để cho thế hệ con cháu hôm nay có những thành tựu đáng kể trên xứ người. DVD Người Việt Trên Xứ Người là một bộ DVD có giá trị nghệ thuật và lịch sử mà không thể thiếu trong tủ nhạc của mọi gia đình. Ngoài ra, DVD Người Việt Trên Xứ Người còn có thêm phần phóng sự về lễ tưởng niệm đài thuyền nhân tại Lý Đô Sài Gòn và người Việt tại hải ngoại. Rất chân thành cảm tạ quý vị khán thính giả ủng hộ DVD chính gốc do Trung tâm Blue Ocean Music sản xuất và phát hành.